Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu, bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ. Số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 146. 146 là một cây quýt rừng, tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Cái này là bên nhà vườn chưa có tinh lọc nha. Cái này nó vẫn còn gai ở bên trong. Nói chung quýt rừng là nó có gai. Thì mình về mình sẽ tinh lọc sau. Còn nếu mà mình muốn nhà vườn tinh lọc thì mình thêm ít tiền nước cho anh em nó lọc nữa là ok nha. Còn bây giờ là nhà vườn chỉ giao lưu phôi, đó giao lưu như thế này đó. Còn mình muốn tinh lọc thì cho anh em ít tiền nước nữa là ok, tại vì tinh lọc nó cũng rất là mất nhiều thời gian. Rồi, mã số 146 này, cây này liền cốt luôn nha, có hoành là 40, cây cao là 84. Cây này có chiều rộng là 84, bầu đất là 40 38. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh, dọn vườn 1500k bao ship luôn nha. Cây này rất là đẹp, rất là già luôn, là một cây quýt rừng tàn riêng thiên nhiên. Cây này rất là đã luôn, chi tàn rất là già luôn nha. Cái này về mình lên cái chậu và mình tinh lọc ra nữa là ok luôn, ra một cái cây form thiên nhiên rất là tuyệt vời luôn nha, rất chi là già luôn. Dọn vườn 1500k bao ship rồi. Mã số 146, 1500k bao ship dọn vườn luôn nha. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 147 nha mình. 147 là một cây quýt rừng tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Cái này là bên nhà vườn chưa có tinh lọc gai luôn nha. Nó vẫn còn gai thì về mình có thể tinh lọc thêm. Hoặc là mình muốn nhà vườn tinh lọc thì nhà vườn sẽ tinh lọc luôn nha. Thì mình sẽ hỗ trợ thêm ít để anh em có tinh thần luôn nha. Cây này có hoành là 35. Cây cao là 104. Cây cao là 104. Bầu đất là 42. Cây này nhà vườn xin giao lưu dọn vườn là 1700k bao ship luôn nha. Chi tàn rất là già luôn. Cái này về mình tinh lọc lại là mình có một cái cây form thiên nhiên khủng, rất là đẹp. Nói chung quýt rừng là nó nhờ được cái form thiên nhiên của nó rất là tuyệt vời. Cái bộ chi dâm của nó là thôi rồi luôn. Mã số là 147, dọn vườn 1700k bao ship. Cây rất là đã luôn. Cây này một cốt luôn nha, liền cốt luôn. Liền chung một cốt. Là một cây quýt rừng form thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn nha. 1700k bao ship dọn vườn luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi, nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 148. 148 là một cây cẩm thị form thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Cái này về mình chỉ cần lên cái chậu nữa là ok thôi, rất là tuyệt vời.
Cái này có hoàn là 25. Cây cao là 40. Tán rộng là 75. Bầu đất là 30. 30 x 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship là một cây cẩm thị form bay thiên nhiên rất là đẹp luôn. Rất là già luôn nha. 450k bao ship. Cái này về mình chỉ cần tháo cái bọc ra và thêm chất trồng nữa là ok thôi. 50 sợi dừa, 50 két với đất luôn nha mình. Đây, chi tàn rất là già luôn. Mã số 148. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 149. 149 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cây này có tổng hoành là 66. Cây cao là 70. Chiều rộng là 70. Bầu ươm là 47. Cái này nhà vườn xin dọn luôn 800k bao ship luôn nha. 800k bao ship là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Rất chi là mềm luôn nha. 800k bao ship. Mã số 149, 800k bao ship dọn vườn luôn nha mình. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Cây rất là khỏe luôn nha. Cái này về mình sang chậu là ok luôn. Cái này mình để trực cũng được mà mình để bay cũng được. Đó. 800k bao ship dọn luôn nha mình. Rồi cho vườn xin qua cái này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 150. 150 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Cây này có hoành là 37. Cây cao là 65. Bầu ươm là 45. Cây này dọn luôn là 550k bao ship luôn nha. Dọn vườn 550k bao ship. Mã số 150, 550k bao ship là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe form thiên nhiên luôn nha. Cây sống rất là khỏe luôn. Mã số là 150. Dọn vườn 550k bao ship. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nhớ nhà mình thương mến cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.